Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay kênh Trung Một Sai vẫn tiếp tục giới thiệu với các bạn một cây xanh dáng trực huyền, xanh ôm đá, được ông Vũ Mạnh Hà chỉnh sửa lại. Rất mong các bạn đón xem. Đặc biệt đi theo đoàn có ông Vũ Sóng Hồng, một trong những người rất nổi tiếng trên kênh của Trung Bonsai, cũng là một trong những cộng tác viên đắc lực của kênh. Xin chào ông nhá. Rồi đau chân quá. Đau chân nên là ông Hồng cũng không làm được cây, nên là cũng các bạn cũng không thể đón xem những thước phim được. Hôm nay ông đang đi tham quan vườn cây của ông Ken, một trong những vườn cây rất là đẹp của Nga Sơn. Trước mắt các bạn là cái xanh ôm đá dáng trực huyền. Cái này có từ đời tầm bao nhiêu năm nhỉ ông Hồng nhỉ? Vài chục năm thôi. Vâng. Đây nhỉ, cái này từ đời ông cố để lại cho anh. Cái đầu tiên nó ở trong cái chậu bé, không nâng dần. Quá 30 năm. Rõ tầm phải vậy, ít nữa phải vậy, bởi vì nó ôm đá như thế này rồi mà. Đúng rồi, nó cũng huyết ác lắm rồi, nó chảy chiếc ra hết rồi. Quay dần vậy. Đang là điều chỉnh nên là từng bước một nhá. Rồi, Hồng. Đang điều chỉnh tay huyền đúng không ông Hà? Đang sắp lại tay. Do là thời gian vừa rồi ông cũng bận không về được. Hôm nay dọn lại. Ôm đá rất là chặt rồi nha. Cái này cũng lâu rồi, không phải ít năm đâu. Được 30 năm. Thứ hai trẻ. Nè em ơi, ông kia nó đi dây keo ông nào cũng lá một. Trời cũng tốt thôi, cái hoàn thiện thì ta làm từng lá, còn kia người ta hái chè. Mình cứ hái chè. Đây là phương pháp rất là nhanh đúng không? Ý là sao? Vâng. Nè mấy ông thôi thì xem mấy cái clip của cánh ông Tuyển mà bấm từng. Đó, rất là nhanh. Cái phương pháp hái chè này thì ngày xưa ông Hồng cũng đi hái chè rồi nên là cũng áp dụng rất là tốt. Các bạn cũng cứ tham khảo vì ông Hồng cũng rất nổi tiếng trên kênh YouTube rồi. Đúng là bấm ra thì cây sẽ được rõ nét hơn, gửi tới anh em đúng không? Thời gian vừa rồi ông Hồng cũng đi du lịch quá là lâu nên là ống kính của Trung Bonsai cũng không thể ghi lại cho các bạn được, vì sắp tới đây thì ông Hồng có rất nhiều cây gửi đến các bạn, cũng rất mong các bạn đón xem. Hôm nay được sự hỗ trợ của ông Hồng nữa thì cây với ông Hà thì cây rất là nhanh. Cái này nếu mà hoàn thiện thì về mấy năm với ông Hồng nhỉ? 2 năm nữa thôi. Vâng. Sẽ trình nàng đúng không? Điều ra trình nàng. Vâng. Rất mong các bạn chờ những clip sau. Cái này là hàng độc. Hàng nó là hàng hiếm này. Đường chạy của nó có nhiều điểm khó trên một cây. Đặc biệt là cái tay huyền đúng không? Đó, cái tay huyền này. Ông Hồng cũng mới nhặt sơ qua này như các bạn. Cái này là làm xong cái này. Cái này cũng mới vặn được tầm 2 năm thôi nhỉ? Mang về mình mới làm được. 3 năm rồi. Yeah.
Khoảng vậy 3 năm rồi đấy. Cũng không phải nhanh đâu. À, rất là đẹp nha. Thấy lá đi được thấy. Vâng. Cây mà cứ vặt lá rồi cắt lại gọn nào rồi thì nó đẹp lắm. Đường chạy của tay Huyền nhé, rất là đẹp. Có nhiều điểm khó trên một cành. Hiện tại là đang cắt giật đúng không? Cắt giật ạ. Trước là DJ nhưng mà giờ hết thời kỳ DJ rồi. Nhưng mà giờ sang chuyển sang remix. Bây giờ là DJ này do là các anh quản lý chặt quá nên bây giờ chuyển sang remix gì? Rồi, cũng cảm ơn ông nhé. Đây là những chia sẻ qua cái giai đoạn của ông Hồng. Mà cây nó từng giai đoạn cứ không đi dây thì nhiều khi nó cũng không được như ý. Làm cây ấy thì nó phải đó, nhiều phong cách. Nó cứ từng cái thời kỳ, cái quá độ. Nếu mà làm từ đầu đến đuôi mà cứ cắt giật không ấy, cây nó chẳng bao giờ nó mềm mại được. Rồi. Đây là những chia sẻ của hai ông nhé, rất là hữu ích gửi đến các đầu bạn. Đầu tiên là cứ phải đi định hình cho nó này, kiểu gì cũng phải đi dây. Khi đi dây nó ổn định rồi thì bắt đầu chuyển sang cái giai đoạn là cắt giật. Thì nó mới có những cái đường chạy nó... Đây, chẳng hạn những đường như thế này. Những cái đường chạy được, còn không mà cứ giật không, không nó khó, nó không... Tất nhiên giật được thì nó là tốt rồi, nhưng mà thời gian để mà giật một cây thì nó lâu hơn. Mà nó phải gấp ít nhất 5 lần có thời gian. Vâng. Ví dụ một cây mà làm hai phương án kiểu đầu đi dây, vâng, sau để bắt đầu đi giật thì nó chỉ có 5 năm ví dụ như thế. Vâng. Nhưng mà nếu mà cứ giật không thì nó phải 15 năm chưa chắc nó đã đẹp được. Còn vậy cứ phải đông tây y kết hợp. Bây giờ tây y không thì nó cũng nhọc lắm. Vâng. Ông không thì nó lại hay cái gì đấy, tác dụng phụ. Xảy ra tác dụng phụ. Những chia sẻ rất hữu ích của ông Song Hồng nha. Nên ta phải đông tây kết hợp thêm đông y nữa thì nó trung hòa đi. Trước đây cây này cũng là một cây phôi, gọi là nếu mà nhìn vào thì chắc là tôi và ông Hồng không dám mua, mà cũng được ông Hà sưu tầm về và dựng lại một tác phẩm rất là đẹp. Dựng xong thì lại thế. Các bạn hãy đón xem bản chính và bản trước đây, phụ trước đây để gửi đến anh em. Còn để gửi đến một các bạn hình ảnh rất xác thực của một cây gọi là có 102 như thế này. Đề là như vậy. Vâng. Cây sau 3 năm các bạn xem nó một cây lòng hóa nha. Cây này hôm sau mình cũng gửi tới các bạn một clip riêng. Vì cây đang rất là rậm. Rất mong anh em đón xem. Hết thời kỳ đi dây rồi. Vâng. Cây đấy cũng hết thời kỳ đi dây rồi. Đang chuyển sang hái chè rồi. Mỗi lần làm như này có 2-3 người thì nó nhanh hơn. Vui. Một cũng buồn. Một nó cứ thui rủi. Những cành như này thì cắt thì sau này này lên được không? Này cho mình giặt để mình dăm trồng nó cũng rụt rịt, bắt đầu mình làm bông tán cho nó mịn, cắt ngắn về thì sau nó ra nó rụt rịt rồi. Và cái dăm của nó lúc đã giật thì lại phải giật thật ngắn. Cái này chính là mình phải cắt từ lâu rồi hay là mình cố tình để vậy đây? Cố tình để cho nó to ra thì mình gọi là cắt giật thì mình phải nuôi nó to to ra bắt đầu có được một cái đông này mà mình cảm thấy cái độ to của nó vừa rồi, lúc nó mình giật lại mình lấy cái dăm nhỏ thì nó cái dăm nó sẽ sau này dần dần sau nhiều năm ngắn như này mà nó phải giật mấy lần chứ cần nếu nó ngắn độ 5 phân phải giật hai lần luôn một phát từ đầu đây thì
cái dòng của nó, giật, nó sẽ cứ đều, đều 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 thì nó thể hiện năm tháng nó không được. Đây một chia sẻ của ông Vũ Mạnh Hà nhé, rất là hữu ích với anh em nhé. Anh em cảm thấy hữu ích thì ta cứ áp dụng, còn không hữu ích thì ta cứ xem thôi. Nó lâu rồi thấy ông hồng trên màn hình thì chúng mới hot rồi. Đúng không, năm nay mình cây dần dần được hoàn thành rồi nhá. Sau này ta bỏ đi đúng không? À, sau này khi nó đã được rồi ta bỏ đi. Bây giờ để thì nhìn nó sẽ không đẹp, nhưng mà để nhẽ giờ mình lại cắt đi thì nó phí cái giai đoạn. Cái mình chưa phải đi chơi mà. Nói chung là cây vẫn còn hoàn thiện nên là một số chi tiết vẫn là còn phải để cành thở. Làm cho cây nó biến hóa ra cũng một phần là cho cây được khỏe ra, tạo được bộ bệ chân rễ. Vẫn đang gài một cái rễ. Ta để mày đây thôi, nhặt hết đi không mày đi được. Mà nếu để nó mỹ mãn thì chưa. Không, đấy là cũng là mục đích thôi. Là chưa biết là thực ra cây này nếu mà một cái cây như này đưa đi chơi mà tuốt xuống lá như này ông Hồng cũng nhận không? Ừ, nó cũng vẫn, là một cây quá được, đẹp rồi. Chơi được vì cái đường vì trên đi của cây nó có nhiều điểm khó này. Đường chạy nó có nhiều điểm khó điểm. Ví dụ như những chỗ này nó đã cũng bẹp dị ra hết rồi. Chỗ này mình có một bản chính của cây này và một bản phụ bây giờ nhé, bản mới nhất nhé. Thì tối nay ông Vũ Song Hồng sẽ làm chi tiết bức ảnh đó và tôi cũng đăng lên trang chính để gửi tới anh em. Tôi mong anh em xem và đánh giá. Cây màu da đẹp quá. Quyền của các ông là nó cứ thẳng vậy. Cái màu này nó hơi sang cậu nhỉ? Nó không lắc không lư. Màu này giống hệt cái cây trực của cậu nhỉ? Trên nhà sang màu. Màu cái sáng. Cái này độ hoàn thành đã được 70% nha các bạn nhé. Nếu bạn nào quan tâm đến tác phẩm mà xanh trực huyền này như thế này thì cứ alo trực tiếp với tôi theo số điện thoại 0978 396 477 để được Trung Bonsai giải đáp tất cả vấn đề cũng như có thể giao dịch hay không giao dịch được nha. Mới gọi là gọt qua thôi đã có độ phê rồi đấy. Lúc rồi quay nắng quá mà cũng cố gắng hoàn thiện một tác phẩm mà để gửi tới anh em rồi. Đây là cây thứ hai, vẫn là cây trực huyền.
Hàng siêu tầm cho các bạn nhá, một trong những tác phẩm rất đẹp quý hiếm trong vườn ông Kền. Cái này để ông chỉnh sửa thì tôi sẽ ghi lại. Rất mong anh em đón xem chi tiết hơn. Cây đã được hoàn thiện nha các bạn nhé. Các bạn xem lại những điểm nhấn của cây này. Đã chung là ôm một đá nó đã được đạt đến mức độ mà nó cầu hồng này. Cầu hồng nhìn ra nó bện rồi đã chảy đi. À. Cung cảnh cận cảnh toàn cảnh. Vậy nó quay. Đấy, nó hình. Vâng. Sáng. Không? Vâng, nó sáng đẹp. Nào quét toàn cảnh chung. Vâng, vâng, vâng. Bên đây nào quét toàn cảnh. Các bạn xem toàn cảnh nhá. Rồi. Cảm ơn ông đây là mặt này là mặt trước hay mặt sau nhỉ cậu nhỉ? Cây này chơi ba mặt hai mặt đúng không? Ừ. Mặt nào nhìn cũng đẹp cả mà. Mặt bên này cũng đẹp. Vâng. Mặt đây là cũng đẹp. Đây vâng. Quay thẳng cái diện mà. Sau này tại vì cây này nó chưa có lá mình nhìn cảm thấy nó rối. Vì là khuôn viên nhà ông Kền còn rất nhiều cây đẹp nên là cũng rất chặt. Không thể đứng một phát mà quay chính diện cây được nên tôi chỉ quay hai mặt chính của cây thôi. Rất mong anh em đón xem và đóng góp ý kiến. Đây là mặt sau nha. Mình xin kết thúc video đây để chuyển sang video tiếp theo nhé. Các bạn yêu mến kênh Trung Bonsai thì hãy nhớ ấn đăng ký để nhận video mới nhất mà kênh Trung Bonsai chuyển đến các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt.